Vô chào anh em, hôm nay là tiếp tục công việc các bạn ơi. Đây này, ốp gạch là này tiếp đây, những cái con đội này nó làm cái thủ tục, nó là nó đứng đây nó canh gớp còn dính lùm. đấy, thủ tục của anh là đây. Này đang đánh keo các bạn nha, keo máy này như nó cũng không ngon lành như ấy các bạn. Đây bên mình nó keo loại này các bạn nha, hình cá sấu keo lớn vậy, super gì đó không biết, trọng lượng là 25 kg. Đây thông số Việt Nam là mô tả cộng tỷ lệ nước. Đây gần cưa này. Thời gian cho phép thi công là 60, ở giờ này là 25 ngày thôi, hoặc có thể điều chỉnh là 20 phút. Có thông số kỹ thuật đây này nè các bạn. Có thể điều chỉnh trong vòng 20 phút rồi. Nhưng mà có thể hơn, tại mình lót buổi sáng buổi chiều mình có thể mình chỉnh sơ sơ nhẹ nhẹ hôm qua. Bao này là một bao 200 ngàn nữa bạn. 25 kg là 200 ngàn bao. Rồi các bạn thấy không? Cái bài ăn cưa của mình đây. Đúng mà người ta kêu bằng dùng mai găng cưa nè, thực công bay găng cưa nè, cái bay găng cưa của mình nè, cái này bay thượng của mình thôi, mình cắt ra làm ăn cưa thôi, cái mắc gì mua 160 170 cái các bạn, mua cái bay vuông nó về các bạn lấy máy các bạn cắt ra thôi, bay vuông ngoài chợ bán đầy, về chia ra cắt, còn này mình cắt hơi ổng mà cắt đại á vẫn làm được bình thường thôi các bạn ơi. Tốt, không cần phải mua nha, mua cái bay tầm 3 40 50 ngàn thôi, về mình lấy máy mình cắt ra, cái máy mình cắt ra thì làm thôi, chứ đâu có cần phải mua cái bay của người ta giá 160 170 đâu mà mất công phí ship này nọ, mà đi ra ngoài tiệm bán đồ thi công nè, mua cái bay vuông về cắt ra, bay vuông 45 50 ngàn rồi, 30 ngàn cũng có, 70 ngàn cũng có, tùy loại nào làm, rồi cắt ra ăn cương cưa thôi, chia đều ra nghe, chia đều ra cắt lấy máy cắt nè. Còn này mình làm ẩu, mình bắt đầu ẩu ẩu chứ làm món bình thường các bạn ạ. Tốt rồi, video clip của mình chia sẻ các bạn là cái này ốp gạch với ba găng cưa nha, tiết kiệm này hiện nhanh, còn này các bạn thả thì nó đóng gạch nó nặng tay lắm, mà làm cái này nè là nó rất là, khi mình đóng gạch vô rất là nhẹ tay mà nó không bị bọt, không bị, nói chung là ngon, ok, không bị bọng bọt gì hết. Còn như mình làm cái này thì đóng cực lắm,
hồ nó đặt dày trong đó, mình đóng nó đâu có vô đâu. Mà khi mà bỏ ít thì bị bọt các bạn. Chia sẻ với anh em vậy nha, rất là rẻ tiền, mua về cắt ra làm thôi. Rồi chào anh em nha.